Dưới đây là 7 món ăn thay cơm hàng ngày mà chẳng lo sợ tăng cân. 1. Yến bạch. Yến bạch chứa rất nhiều các chất xơ hòa tan với hàm lượng protein cao cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bạn sẽ có cảm giác no nhanh, không còn thèm ăn mà vẫn cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. 2. Gạo lứt. Gạo lứt còn giàu vitamin và các chất dinh dưỡng, giúp làm đẹp da và tóc hiệu quả. Hàm lượng chất xơ trong gạo lứt cao gấp 2 lần gạo thường nên sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. 3. Khoai lang. Lượng tinh bột trong khoai lang chỉ bằng 1/4 so với cơm mà giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa. Khoai lang còn rất tốt cho làn da và mái tóc. 4. Ngô. Ngô chứa nhiều chất xơ, giàu chất béo tốt như omega 3 và omega 6, vừa giúp chống lão hóa, vừa hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ăn ngô thay cơm buổi trưa để cả ngày vẫn đủ năng lượng hoạt động. 5. Bông súp lơ. Bông súp lơ cắt nhỏ có thể dùng để ăn thay cơm. Một chén bông cải không chứa tinh bột, hàm lượng calori thấp, giàu đạm, vitamin C, magie và chất xơ, giúp bạn no lâu. 6. Đậu đen. Đậu đen chứa nhiều chất xơ và không chứa chất béo hòa tan. Nó khiến bạn nhanh có cảm giác no, không có nhu cầu ăn thêm các món khác, từ đó tránh thừa chất gây béo phì. 7. Hạt diêm mạch, hay còn gọi là hạt quinoa, chứa khoảng 15% protein, giàu chất xơ hòa tan, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe như sắt, canxi, vitamin D, E và các axit amin thiết yếu. Nếu thấy hay thì hãy follow mình để xem thêm nhiều video hơn nữa nhé!